Xin chào tất cả các anh chị em nhé. Em là Trần Liễu và hôm nay tiếp tục trên cái hành trình của ngày thứ 5 thực hành lòng biết ơn. Em Liễu xin cùng đọc nhé. Ngày 5, tiền bạc nhiệm màu, người biết ơn luôn đủ đầy, kẻ phàn nàn mãi thiếu thốn. Nếu trong cuộc sống bạn thiếu thốn tiền bạc thì hãy nhớ rằng cảm giác lo âu, ghen tị, đố kỵ, thất vọng, chán nản, nghi ngờ hay sợ hãi về tiền bạc sẽ không bao giờ khiến bạn có nhiều tiền hơn. Bởi vì những cảm xúc ấy đến từ việc bạn không biết ơn tiền bạc. Phàn nàn về tiền bạc, cãi nhau về tiền bạc, chán nản về tiền bạc, phê phán về số tiền phải trả cho thứ gì đó, hoặc khiến ai đó cảm thấy tiêu cực về tiền bạc. Tất cả đều không phải là lòng biết ơn và tình hình tài chính của bạn sẽ không bao giờ cải thiện, chỉ có tỷ tệ đi mà thôi. Dù tình trạng hiện nay như thế nào thì chính ý nghĩa rằng mình không có đủ tiền là biểu hiện của sự vô ơn với số tiền bạn đang có. Bạn cần phải thôi nghĩ về hiện trạng của mình và cảm thấy biết ơn số tiền mình đang có. Như thế thì tiền bạc trong cuộc sống của bạn sẽ gia tăng một cách nhiệm màu. Người nào đã có sẵn lòng biết ơn đối với tiền bạc sẽ được ban tặng thêm, và anh ta hoặc cô ta sẽ có dư giả đủ đầy. Người nào không có sẵn lòng biết ơn đối với tiền bạc thì những gì anh ta hoặc cô ta đã có sẽ bị tước đi. Cảm thấy biết ơn đối với tiền bạc khi chỉ có một số ít tiền là một thử thách với bất cứ ai, nhưng một khi hiểu được rằng mọi thứ sẽ không thay đổi cho đến khi bạn cảm thấy biết ơn thì bạn sẽ có động lực để làm điều gì đó. Vấn đề về tiền bạc có vẻ hơi nhạy cảm với khá nhiều người, đặc biệt khi họ không có đủ tiền. Vậy nên có hai bước trong phương pháp tiền bạc nhiệm màu. Điều quan trọng là bạn phải đọc qua những nội dung trong phương pháp tiền bạc nhiệm màu vào đầu ngày, bởi vì bạn sẽ tiếp tục thực hiện phương pháp này trong suốt hôm đó. Hãy ngồi xuống và dành vài phút để nghĩ về tuổi thơ của bạn, khi bạn chưa có hay chỉ có rất ít tiền. Hãy nhớ lại những ký ức mà trong đó tiền bạc được người khác chi trả giúp bạn, sau đó nói và cảm nhận từ kỳ diệu cảm ơn bằng cả tấm lòng đối với mỗi kỷ niệm ấy. Bạn luôn có đủ thức ăn để ăn không? Bạn có sống trong một căn nhà không? Bạn có được đi học trong nhiều năm không? Bạn đến trường mỗi ngày bằng phương tiện gì? Bạn có sách để học, có bữa trưa hay những thứ cần thiết khác ở trường không? Bạn có từng được đi nghỉ khi còn nhỏ không? Món quà sinh nhật thú vị nhất mà bạn từng được nhận khi còn nhỏ? Bạn có xe đạp, đồ chơi hay thú cưng không? Bạn có được mua quần áo mới khi cơ thể lớn lên một cách nhanh chóng không? Bạn có đi xem phim, chơi thể thao, học nhạc cụ hay thực hiện một sở thích nào đó không? Bạn có đến khám bác sĩ và uống thuốc khi bị bệnh không? Bạn có đến khám nha sĩ không? Bạn có những nhu yếu phẩm hàng ngày không? Như bàn chải, kem đánh răng, xà phòng, dầu gội. Bạn có xem tivi, gọi điện thoại, dùng bóng đèn, điện hay nước không? Tất cả những điều này đều tốn tiền và bạn đã nhận được tất cả chúng mà không phải trả đồng nào. Khi bạn nhớ lại những ký ức về thời thơ ấu và niên thiếu, bạn sẽ nhận ra mình rằng đã nhận được rất nhiều tiền từ những người vốn phải làm việc vất vả để làm ra chúng. Hãy biết ơn từng tình huống và từng ký ức, bởi vì khi bạn cảm thấy thật sự biết ơn với những khoản tiền mình nhận được trong quá khứ, số tiền của bạn sẽ gia tăng trong tương lai. Đây chính là sự đảm bảo từ quy luật của vũ trụ.
Để tiếp tục thực thi phương pháp tiền bạc nhiệm màu, hãy lấy một tờ đô la và viết trên một mẫu giấy dán vào tờ tiền đó với nội dung như sau. Cảm ơn tất cả những khoản tiền tôi đã nhận được trong cuộc sống. Hôm nay hãy đem theo tờ tiền nhiệm màu ấy, để nó trong ví, trong giỏ sách hoặc trong túi áo quần, ít nhất một lần trong buổi sáng và một lần trong buổi chiều, hoặc bao nhiêu lần tùy thích. Hãy lấy tờ tiền nhiệm màu ra và cầm nó trong tay, đọc những từ bạn đã viết với lòng biết ơn thật sự cho sự đủ đầy về tiền bạc mà bạn có được trong quá khứ. Cảm xúc của bạn càng thật bao nhiêu, càng nhiều bao nhiêu, thì phép màu sẽ thay đổi tình hiện trạng về tiền bạc của bạn nhanh chóng bấy nhiêu. Bạn không bao giờ biết trước khi nào tiền của mình sẽ gia tăng, nhưng bạn sẽ thấy rất nhiều tình huống thay đổi và mang lại nhiều tiền bạc hơn. Bạn có thể tìm thấy những khoản tiền mà trước đây không hề biết, hoặc nhận được những khoản tiền mặt hay ngân phiếu bất ngờ, hoặc được giảm giá, được hoàn tiền hay được giảm chi phí, hoặc nhận được rất nhiều sản phẩm vật chất mà thông thường phải tốn tiền mới có được. Sau ngày hôm nay, hãy đặt tờ tiền nhiệm màu ở nơi bạn có thể nhìn thấy thường xuyên mỗi ngày, để gợi nhắc bản thân biết ơn về khoản tiền đủ đầy mà bạn nhận được. Và cũng đừng quên rằng bạn càng nhìn vào tờ tiền nhiệm màu nhiều lần thì bạn càng kích hoạt cho nhiều phép màu hơn. Càng nhiều lòng biết ơn với tiền bạc đồng nghĩa với càng nhiều tiền bạc. Nếu bạn nhận thấy mình đang ở sắp sửa phàn nàn về vấn đề liên quan đến tiền bạc, có thể nói ra hoặc chỉ nghĩ trong đầu, thì hãy hỏi chính mình: tôi có sẵn sàng trả giá cho lời phàn nàn này không? Bởi vì chỉ một lời phàn nàn ấy cũng có thể ngăn chặn dòng tiền chảy đến với bạn. Từ hôm nay trở đi, hãy tự hứa với chính mình rằng bất cứ khi nào bạn nhận được tiền, dù là tiền lương, tiền hoàn trả hay giảm giá, hoặc bất cứ thứ gì người khác cho bạn và bạn không phải tốn tiền mua, hãy cảm thấy thật sự biết ơn chúng. Trong mỗi tình huống này, bạn đều nhận được tiền, và mỗi tình huống đều là một cơ hội để bạn sử dụng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn, từ đó gia tăng số tiền của mình để có thêm, thậm chí còn nhiều hơn số tiền bạn đã nhận được. Thực thi phương pháp nhiệm màu số 5. Tiền bạc nhiệm màu. 1. Lặp lại từ bước 1 đến bước 3 của phương pháp nhiệm màu số 1. Cảm thấy mình thật hạnh phúc. Viết ra danh sách 10 điều hạnh phúc. Viết lý do tại sao bạn cảm thấy biết ơn. Đọc lại danh sách và với mỗi điều hạnh phúc, hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Và cảm thấy biết ơn đối với điều đó. 2. Ngồi xuống và dành vài phút để nghĩ về tuổi thơ của mình, về tất cả những thứ mà bạn nhận được hoàn toàn miễn phí. 3. Nhớ lại những ký ức mà trong đó tiền bạc được người khác chi trả cho bạn. Hãy nói và cảm nhận từ kỳ diệu cảm ơn bằng cả tấm lòng đối với mỗi kỷ niệm ấy. 4. Lấy một tờ đô la hoặc một tờ tiền mệnh giá nhỏ và viết trên một mẩu giấy dán vào tờ tiền đó như sau. Cảm ơn tất cả những khoản tiền tôi đã nhận được trong cuộc sống. 5. Hôm nay hãy đem theo tờ tiền nhiệm màu ấy và ít nhất một lần trong một buổi sáng và một lần trong buổi chiều, hoặc bao nhiêu lần tùy thích, hãy lấy tờ tiền nhiệm màu ra và cầm nó trong tay, đọc những từ bạn đã viết với lòng biết ơn thật sự cho sự đủ đầy về tiền bạc mà bạn đã nhận được. 6. Sau ngày hôm nay, hãy đặt tờ tiền nhiệm màu ở nơi bạn vẫn có thể nhìn thấy thường xuyên mỗi ngày, để gợi nhắc bản thân biết ơn về số tiền đủ đầy mà bạn nhận được trong cuộc sống. 7. Trước khi đi ngủ, hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay và nói từ nhiệm màu cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm đó. Như vậy là chúng ta đã kết thúc ngày
Thứ năm, những bạn mà đang gặp vấn đề về tiền bạc hay là chúng ta đang khao khát để mình có được cái số tiền mình mong muốn thì hãy thực thi lòng biết ơn bằng cách cảm ơn đồng tiền trong quá khứ, đồng với những món quà mà người khác đã tặng cho bạn hoặc những cái chi phí mà người khác đã giúp đỡ bạn. Đó, bạn hãy biết ơn tất cả những điều đó để cái năng lượng về năng lượng biết ơn về tiền bạc nó sẽ gia tăng và giúp bạn gia tăng về tài chính trong tương lai nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng với em.